quay rồi. Nay đi với anh Mai Triều Nguyễn một dòng biển. Mà quay quay vậy không biết cái tiếng nó có vô không nữa, không quay hình nó về lòng tiếng lại. Đi chơi. Rồi khai hồ lít nha. Xong tới Duy tới Bình. Đã gì chạy xe vô khoái nẹt bo rồi, coi hình đầy đủ. Sư phụ đang vlog chứ. Sao anh? GoPro anh dạ. Đựng được nhiều lắm. Dạ. Lát để em coi kỹ lại của anh đẹp ghê á. Dạ. Sao anh? Dạ em để nhà không à. Cái kia chạy hay ghê hơn kìa. Ồ cái này nó độ trong hãng hết rồi anh. Cái chiếc kia thì modify nhiều hơn.
ngừng lại mình chụp tấm hình anh. Đúng rồi anh dạ. Lát ngừng lại chụp tấm hình. Đúng rồi anh dạ. Ok. Xuống tới Laguna Beach mình chụp hình luôn. Rồi đây đây. Này giống ở Việt Nam á, vừa lái vừa học đa vừa giờ nói chuyện. Rồi lên giữa đi ha, lên giữa đi. Đẹp quá anh, dạ. Xuống Laguna, downtown Laguna đẹp lắm. Tụi em mới xuống với ăn kem Ý đó, gelato ngon lắm. Đây rồi, đây rồi. Xe anh đẹp quá. Cái lo này chắc nghe hay lắm hả? Cái lo
slit không? Ủa, tới rồi, xuống qua khỏi góc này quẹo vô thôi. Tầng nó còn đông hơn nè. Rồi đây ra qua khỏi đây quẹo thôi. Mấy cái hẻm này nè là chụp hình được rồi. Vô cái trên thôi nè, nó gần à. Vô đại này đi. Rồi chơi đại đi. À không được cái nữa. Dưới luôn. Cái nữa là quẹo được rồi đó. Cleo. Kì nó có chạy vô đây rồi nè. Ừ. Đậu đại góc này nè. Góc này được nè. Làm tấm hình rồi đi anh. Dạ. Anh coi coi nếu mà chạy xuống dưới cũng được, chạy xuống dưới rồi chạy lên. Hay là khó hả? Giờ thôi đậu đây luôn đi anh. Đậu đi đi cho nó dễ. Nhà xe anh hơi khó chạy. Ok. Ủa, anh muốn quay đầu xe cho nó chừng. Chắc xe ảnh thôi hả? Hay xe mình luôn? Đẹp không anh? Quá đẹp luôn. Tấm này là kinh điển. Dạ. Yeah.